có tìm có máu nào. máu. Có tim phía bên tiếp bên kia. Cục một. Rồi. Tôi biết rồi nhưng mà chưa thấy thằng khác nữa. Hình như trên này á có người lửa đâu, đuổi ai? Người lửa đuổi ai? Thế mà không chết thằng kia. Không, người lửa nó đuổi đuổi ai? Đuổi nhưng mà trong đấy có cửa nên là. Tôi rút khác này trong đốt nhá. Ờ đốt đi đốt. Mà đốt đi, tôi không có đòn đốt, tôi không còn đốt. Tôi biết rồi. Đi 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 phòng người này. Chưa nhìn thấy dấu hiệu gì đâu. Lúc độ nó thả ra sợ. Là phải cứu. Chắc chắc không biết phòng này có đồng đội không? Đâu ấy? Ôi. Đâu nhỉ? Trong nhà bắn ra thôi, trong nhà bắn ra. Xa lắm, xa lắm. Chỗ cái cửa sổ. Ờ, tôi biết mà. Cửa sổ xanh xanh ấy. Ơ một viên. Ôi bên này, bên này, trong này có hot, trong này. Đây 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 đây. Tôi đang ngắm đây. Ồ. Ồ. Thằng. Ồ. Còn cái thằng kia nữa. Không, bọn này là team khác. Cái thằng trong nhà, trong cửa sổ này là nhà boss, team boss. Cục, cục, cục. Ờ, cửa sổ à? Thế à? Cửa sổ ấy. Ê, thằng kia đứng dậy kìa, cái thằng Miko bắn đấy. Ờ. Ô, bắn chết đi. Cốc. Rồi rồi. Thằng đấy cô à? Thế làm sao? Ừ. Cốc. Ngăn trăm bao tiền. Chết rồi mà. Hết luôn. Vậy. Thật nọ à. Chết. Cao khủng mẹ rồi. Master nọ. Nọ ngắm rồi. Đánh ê đấy. Rút rồi, rút rồi. Tao bắn không tông. Nọ ngắm được, tao không ngắm bắn. Cái nọ bắn đã mà. Cứ pha chết luôn. Kể cả bắn vào tay mà nó không cầm máu kịp chết. À, nó nhanh cũng không. Tin đi với cả cái bóng trời ạ. Con vô này nó không đứng dậy được đâu, không. Trừ khi là còn một thằng nữa tàng hình. Tìm bắn đúng hai viên chết hai thằng vãi đái thật. À đúng. Có gì hết sọt à? Hay sao? Cứ pha tôi cái thằng cửa sổ tôi không biết hết sọt không nhưng mà thằng mua thằng cô ấy nó bị mất máu từ trước rồi tao bắn. Ừ. Bắn dài mà cứ mất thanh máu của bé rồi là... Cái thằng đầu cái một là mất, hai là nó chưa kịp hồi phun. Thanh bé ấy. Trước đấy tôi bắn một trước đấy tôi bắn một viên level mà thì nó phải thích cái khối sao đó chắc nó cắm kim tiêm xong nó pick này
Tại vì nếu mà tôi nó không hề bắn nhau với ai cả mà tôi bắn nó một viên lebel đã, nếu mà nó mất từ trước là nó phải chết luôn giống như ông ấy. Thế nó cũng ngu nhở, tại nó biết là tôi bắn lebel tức là phải phun máu thì mới pick ra chứ, kể cả không phải ông bắn Muzin thì cũng là tôi bắn lebel phát chết. Bình thường mà tôi biết địch bắn đạn dài tôi chỉ cần ngồi phun máu tôi mới dám pick tiếp. Không là ra đi đúng rồi. Không sao đâu. Chết khá nhiều chứ. Giờ tôi mới biết trong à, trốn phồn hoa đô thị này mạnh ấy. Thành phố ở bên kia. Thành phố nhìn nhìn À hoàn toàn ta. nhìn mới mẻ Ừ, vãi tôi luôn, hiện nhìn đại kiểu nhá. nó không hề có kiểu bị tàn tạ gì nhá. Đây tôi là mà Tôi trở về với nền đây văn minh. bên đấy là bên không bị ảnh hưởng vì cái dịch bệnh này, bên này là Ờ, bình có khi thường. là bên này bị rào lại kiểu như là dịch bệnh nhưng bọn nó rào lại như kiểu trong về cái phim viễn tưởng ấy, trong về cái phim đại dịch zombie ấy, chính phủ quyết định rào hẳn cái khu đấy lại, cách ly hẳn luôn. Chính phủ nào nào mà mình Chết rồi, bên kia hàng rào thép gai là nền văn minh xã hội rồi. Tôi thấy trông nó kiểu lệch lạc kiểu gì ấy, tại vì trông mình đấy, đứng kiểu đây như nhìn thấy là này, đứng thằng đây thế, nhìn thấy này, để tôi ngắm tại lại vì xem là có trông ai mình đi kiểu đây không. thế kỷ 17 ấy, tức là cái trang phục của mình tôi cảm thấy nó tầm thế kỷ 17, 18. Nhưng mà cái mấy cái căn nhà này tôi nghĩ là phải thế kỷ 18, 19 này. Có Đây thể năm 18 đang ở 19 giữa đấy nữa. hả? Năm 18 Đúng. 19 nhưng mà thì Nhưng nhưng mà mà trông mình trong một này mình bị cách ly. Thế thôi. Mình trong này mình bị cách Bọn ly. này là cũng đâu phải là ở dân ở đây đâu, có một vài hunter là dân ở đây rồi.